Chào các bạn đến với kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn làm bẫy cá bằng chai lọ. Mình đã chuẩn bị sẵn chai đây. Từ bây giờ bạn biết sẽ phải nói gì, không chỉ hoài nam. Rất nghề không đẩy được, không đẩy được. Nó đẩy được, nó mớ nó không một tay thế. Sao nào không cần được, không cần được. Sao nào không cần được. Thế nó tự nhiên. Đó đọc tạp đồng. Chỉ mà vứt phát xuống là sao đớt buồn. Tao biết YouTube sớm rồi, tao đi quay 4 năm, quay 4 năm ngày hết. Thế là gì mẹ? Vừa đi cần cái ngôi trời thôi. Chẳng nghìn sắp nó mỗi ngày cũng được ngày quay chẳng nghìn từ YouTube. Thật rồi. Mà cứ đi là được triệu view rồi phát ạ. Ăn chơi rất là triệu view là dân 20 củ á. Đó đua rồi. Đắt tiếng Anh một tời nó nghe nó kéo hiểu gì. Kéo làm tời nói gì. Máy may quay được 22 phút cắt ra được 4 video. Đúng không? Đúng, còn hết rồi để xóa mấy video. Xóa mấy cái video hôm trước mình quay về đâu. Vlog mình sẽ review về chứ gì đây. Cái nồi gì có thể review được. Dâu gội đầu, nước rửa bát. Buồn ra. Ừ. Mày quay cho ở Tây gì đó. Cái đó thì có thể review được. Tao sẽ nay một kênh nghiêm túc đấy. Một kênh này không Việt Nam cái kiểu này. Đang kiểu này nó hơi bụi. Chỉ quay thôi. Kiểu này đang ra lại là clip thôi. Con nhìn nó quay chỉ quay ngay tạm vật đánh cá rồi thì nó được thôi, không có thể nói. Nó quay là quay nghiêm túc á. Không gì cái này vừa quay vừa nói hôm nay đâu. Quay thì không nhớ gì. Tôi thấy mấy cái kiểu một chào mừng các bạn đến với kênh nó cũng không cần thiết lắm. Đời xem nó còn tận gì sổ xe rồi. Nghe xem mấy clip trên mạng đánh cá đấy nó có nói gì được. Ừ đấy. Nói được thì mày cứ ú mày ớ. Đó thế thôi. Cái này thôi con hờn ra mấy cái Vlog của Việt Nam cứ chào mừng vậy. Vlog Việt Nam nó sẽ cho bọn Việt Nam xem nhưng nó phải chào nó phải nói. Nhưng mà kể cả Việt Nam hay không. Có thấy cái cầu chào ấy nó cũng không có. Bạn chào còn. Ăn nó phải mơi. Mời các bạn nha. Ôi mời các bạn. Mời các bạn nha. Mời xong thì phải nước 3 xong. Ăn mà không mời nha. Bộ xe nó chửi á. Gọi thì mẹ hôm nay thì phải đập cục như chó ăn đéo biết mời là gì. Mấy cái gì thế phốt thì nó mới nhiều view. Bộ thấy anh đéo nào năm thì nó cằn gốm cũng phải mời thật ra. Cũng mời thì được. Nhưng mà kể cả anh sẽ có này ăn ra. Nên là cần phải cứ vô. Âu có con quầy gan không? Không, tí nữa mà có quầy kia ấy, mày chỉ cần để tao cơm xong tao vừa đi vừa quầy kiểu như bọn mà, mày xem không khóa book ấy, đó nó quầy rồi. Mày có kéo nào cùng dùng? Kéo. Cứ để mày quay rồi, con đấy tao kéo dùng tí tao cắt dùn. Cắt dùn á? Cắt dùn cần kéo. Kéo đi, kéo cắt cái nào mà thế đi bảo lại kéo cùng dung đi. Được mấy cái bơ dồn lên các bạn không? Trong này dồn lên đây. Cho bao lâu? Được cho ra cho ngôi. Rồi. Đấy mới được có chè. Chè mới được có thế. Nó nặng như vậy chứ. Nam nhớ
bảy. Có mưa, ngồi đấy, cái nơi. Quay trở đến he.